Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm vài trăm đô bonus với sàn giao dịch BingX cũng như là cách để chúng ta có thể sử dụng cái tiền bonus này. Và ngoài ra thì mình xin nhắc lại cho các bạn một chút về một cái sự kiện đang rất là hot diễn ra ở trên sàn BingX, đó là sự kiện quay thưởng và nhận cái đồng SUI token. Thì hiện tại sự kiện này vẫn đang diễn ra và mình đã có làm một cái video hướng dẫn rất là chi tiết cho anh em rồi. Thì nếu như anh em quan tâm đến cái sự kiện này thì các bạn có thể nhấp vào cái đường link video hướng dẫn mình sẽ để dưới phần mô tả. Với sự kiện này á, thì anh em có thể là 100% chúng ta sẽ nhận được SUI khi mà các bạn hoàn thành 3 bước sau. Đầu tiên là các bạn sẽ đăng ký tài khoản BingX qua cái đường link trang sự kiện. Đấy, bước thứ hai đó là chúng ta sẽ tham gia giao dịch future với cái volume tối thiểu là 8.000 đô volume. Và bước thứ ba đó là các bạn sẽ tham gia và quay thưởng ít nhất là một lần. Thì nếu như các bạn hoàn thành đủ 3 bước trên thì chúng ta sẽ chắc chắn nhận được một cái phần thưởng SUI ngẫu nhiên. Mình cũng chưa biết là bao nhiêu nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ nhận được phần thưởng. Và cái sự kiện này thì nó sẽ diễn ra theo cái hình thức là first come first serve, ai nhanh thì người đó sẽ được, nên là anh em chú ý tham gia sớm. Và ngoài ra thì những anh em nào mà khi mà anh em đăng ký cái sự kiện và chúng ta trading ở trên sàn BingX á, thì các bạn cũng sẽ có thể là cứ 8.000 đô volume thì các bạn sẽ nhận được thêm một cái cơ hội rút thăm may mắn ở đây. Thì các bạn có thể rút thăm may mắn và chúng ta cày cái vòng quay này thì nó cũng khá là ngon. Đây thì các bạn có thể thấy check được cái lịch sử trúng thưởng của mình. Thì chúng ta sẽ quay được ra cái đồng SUI hoặc là các bạn sẽ quay được ra vài trăm đô bonus là chuyện bình thường. Ở đây thì các bạn thấy là mình đã quay được khoảng là 100 đô bonus và một SUI. Cái bonus thì nó sẽ trả về luôn cho anh em. Còn đối với cái đồng token SUI á, thì các bạn sẽ cần phải đợi nhé. Phải đợi đến cái thời gian sau khi mà nó listing thì khoảng 3 ngày thì nó sẽ trả cho anh em. Đấy, đây là cái volume của các bạn. Và các bạn lưu ý là mỗi cái lệnh giao dịch của chúng ta ở trong cái sự kiện này á, thì các bạn phải giữ từ 1 phút trở lên. Và chúng ta nên trading ở trong cái phần là giao dịch hợp đồng vĩnh viễn nha. Có hai cái mục thì các bạn chọn hợp đồng vĩnh viễn thì nó sẽ tính volume cho chúng ta hai đầu, thì các bạn sẽ cày volume dễ hơn. Đấy, ví dụ như các bạn mở lệnh nó cũng tính volume một lần, đóng lệnh các bạn nó cũng sẽ tính volume. Đấy, còn với hợp đồng tiêu chuẩn ấy, thì nó chỉ tính cái volume mở lệnh thôi. Đấy, nên là anh em lưu ý là chúng ta nên chọn cái phần hợp đồng vĩnh viễn để các bạn tiến hành là giao dịch future. Và chúng ta cứ mỗi 8k vol thì các bạn sẽ nhận được một cái lượt quay để có cơ hội quay được bonus SUI cũng như là iPhone 14. Đấy, thì đây là một cái sự kiện khá ngon nên là chúng ta tham gia càng sớm càng tốt. Và theo cái thông tin ấy, thì SUI sẽ list sàn vào 19 giờ ngày hôm nay. Và cái tổng cung lưu thông ban đầu nó chỉ rơi vào khoảng là 225 triệu token thôi. Đấy, nên là cái khả năng cao mà nó được đẩy giá lên tới 3 cho tới 5 đô là rất khả quan nha anh em. Đấy, nên là chúng ta cứ join, có những cái sự kiện nào mà kiếm SUI thì các bạn nên join và có thể là kiếm SUI trước. Đấy, để sau khi nó list sàn thì chúng ta sẽ có, để chúng ta có token để các bạn bán. Ok, và ngoài ra thì với cái sự kiện này thì ngoài cái sự kiện mà giao dịch hợp đồng để kiếm lượt quay cũng như là kiếm đồng SUI á, thì các bạn sẽ có thể là tham gia kép với cả cái sự kiện người mới. Sự kiện người mới thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần là phúc lợi người mới này. Sau đó khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên á, thì các bạn sẽ được mở một cái hộp quà. Đấy, thì với hộp quà này thì chúng ta sẽ mở ra được từ 10 cho đến 100 đô bonus. Nó sẽ có 3 cái voucher. Đấy, và các bạn có thể kích vào để xem thêm chi tiết này. Đấy, thì khi mà các bạn chúng ta thấy đây thì các bạn sẽ thấy là mình đang có hai cái voucher bonus là quay được từ ở bên cái sự kiện này nha các bạn. Đấy, và ngoài ra thì nó sẽ tặng thêm cho các bạn. Tuy nhiên là nó sẽ yêu cầu có đạt cái volume để các bạn có thể mở khóa. Ví dụ như 100 đô bonus thì chúng ta sẽ cần phải 40.000 đô volume. Đấy. Và 15 đô bonus thì các bạn sẽ cần phải đạt 7.000 đô volume để mở khóa. Thì khi mà chúng ta tham gia cả cái sự kiện này á, thì anh em nào mà trade tối thiểu 8.000 thì chúng ta cũng sẽ mở khóa được cái phần thưởng là 15 đô bonus này rồi. Đấy, còn cái này thì chỉ cần 1.000 đô là các bạn sẽ mở khóa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể sử dụng cái đồng bonus này để anh em có thể đánh và kiếm lãi ở trên sàn giao dịch BingX. Thì đầu tiên là giải thích cho các bạn, bonus này thì chúng ta sẽ bị giới hạn một số các cái chức năng. Ví dụ như là cái mức đòn 7 thì nó chỉ được hỗ trợ tối đa là chúng ta chỉ chơi được đòn 7x5 thôi. Đấy.
và cái thời gian của nó thì cũng sẽ có giới hạn nha. Ví dụ như các bạn thấy cái bonus ở đây thì thời gian nó sẽ giới hạn trong vòng 24 giờ, tức là trong vòng 24 giờ nếu như các bạn không đóng lệnh thì nó cũng sẽ tự động đóng cái lệnh đấy, và các bạn lãi hay lỗ đấy thì nó sẽ chốt ở trong 24 giờ nếu như các bạn để và chúng ta không tự động đóng lệnh. Thì để các bạn có thể sử dụng cái tiền bonus thì các bạn sẽ vào cho mình là cái phần giao dịch hợp đồng này, sau đó các bạn nhấp vào phần là hợp đồng tiêu chuẩn nhá. Đấy, hợp đồng vĩnh viễn thì chúng ta trade bình thường thì các bạn nên sử dụng hợp đồng vĩnh viễn, còn ở trong tiền bonus này thì chúng ta chỉ có thể là sử dụng được ở trong cái phần là hợp đồng tiêu chuẩn nha các bạn. Sau khi các bạn vào hợp đồng tiêu chuẩn xong thì các bạn sẽ thấy ở cái phần này thì chúng ta sẽ thấy là có cái phần ký quỹ riêng này. Thì anh em sẽ nhấp vào đây, anh em sẽ để vào đây thì chúng ta sẽ thấy nó có 4 cái mục. Đầu tiên là tài khoản Bitcoin, tức là chúng ta sẽ đánh những cái đồng ở trên cặp Bitcoin. Tài khoản USDT là chúng ta sẽ đánh future với những cái đồng coin trên cặp USDT. Tài khoản VST là cái tài khoản demo. Còn cái tài khoản USDT bonus là chúng ta sẽ sử dụng tiền bonus để các bạn đánh ở đây. Đấy, thì các bạn sẽ kích vào tài khoản USDT bonus thì các bạn sẽ thấy là hiện tại ở trong cái ví của mình thì nó đang có là 100 đô. Đây, có hai cái bonus tổng cộng là 100 đô nha các bạn. Đấy, thì chúng ta có thể là sử dụng, chúng ta các bạn sẽ cần phải chỉnh lại cái mức đòn 7 lợi x5 bởi vì nó chỉ cho chúng ta tối đa lợi x5 thôi. Thì tùy vào cái bonus của các bạn, có những cái voucher thì nó cho chúng ta với cái mức đòn 7 cao, còn có những cái thì nó sẽ cho chúng ta với cái mức đòn 7 thấp. Đấy, và chủ yếu là nó chỉ cho chúng ta x5 thôi. Đấy, và bây giờ thì các bạn có thể đặt một cái lệnh mua hoặc là một cái lệnh bán nha. Ok, thì mình sẽ bật các cái chỉ báo lên nhé. Ok, thì ví dụ như ở đây mình sẽ đặt một cái lệnh short nha anh em. Ok, mình sẽ đặt một cái lệnh short này. Thì đây các bạn sẽ nhấp vào cái phần là long hoặc short này, mua hoặc bán nhé. Đấy, ví dụ như bán thì chúng ta sẽ nhấp vào phần short này. Đấy, thì chúng ta có thể chọn một trong hai cái này hoặc là cả hai nhé. À, hình như là nó chỉ cho chúng ta chọn mỗi lần một cái thôi. Ok, thì chúng ta sẽ nhấp vào phần xác nhận để chọn voucher này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào phần short nha. Sau đó các bạn tích vào phần tôi đã đọc và hiểu, chấp thuận các cái điều khoản và nhấn vào phần xác nhận. Và như vậy là cái vị thế của chúng ta đã được mở. Đây, mình sẽ thử load lại. Đấy, và các bạn sẽ thấy là cái vị thế của chúng ta, mình đã đặt xong một cái lệnh short BTC. Thì các bạn sẽ thấy được cái mức lãi lỗ của chúng ta ở đây. Hiện tại mình đang lãi là 7.000 này. Đấy, tương đương với 0.3 đô. Đấy, thì các bạn nếu như lãi rồi ấy, thì anh em có thể đóng lệnh luôn để chúng ta có thể chốt lời ở cái mức này. Hoặc là các bạn có thể là để như vậy. Đấy, mình vừa làm lệnh short thì nó lập tức là bay xuống luôn anh em ạ. Đấy, thì anh em có thể là đóng lệnh luôn ở đây để chúng ta lãi, ăn cái lãi ở đây. Hoặc là nếu như các bạn muốn ăn thêm thì các bạn cứ hold lệnh. Tuy nhiên là mỗi lệnh như thế này thì chúng ta chỉ có thể đặt được tối đa là 24 giờ. Và sau 24 giờ thì nó sẽ tự động đóng lại cái lệnh này nha các bạn. Đấy, và ngoài ra thì các bạn còn có thể đặt stop loss hoặc là chúng ta thiết lập chốt lãi. Ví dụ như mình chốt lãi với cái giá kích hoạt này. Ví dụ như 28360 đi. 320 đi nhá. Đấy, thì với cái vị thế này, ví dụ như mình đặt chốt lãi ở đây thì mình sẽ lãi là 1.24 đô. Đấy, còn nếu như các bạn muốn đặt xa hơn thì các bạn có thể đặt 200 này. Đấy, xác nhận này. Rồi, tương tự như vậy thì với cái phần lỗ, với cái phần stop loss thì anh em cũng sẽ đặt tương tự cho mình. Còn nếu như mà các bạn muốn đóng nhanh cái lệnh này, ví dụ mình đang lãi 8.000, mình muốn đóng luôn thì các bạn sẽ nhấp vào phần đóng này. Đấy, và chúng ta có thể đóng một lúc cả toàn bộ lệnh hoặc là các bạn nhấp vào đóng một phần vị thế. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn ví dụ như mình chỉ đóng nhưng mà đóng khoảng 50% thôi, tức là đóng khoảng 50 đô thôi nhé. Đóng khoảng 25 đô thôi. Đấy, thì mình sẽ nhấp vào đóng thành công này. Đấy, như vậy là cái phần ký quỹ của mình chỉ còn lại là 24,5. Ok, thì mình sẽ check xem thử là với cái tiền bonus thì cái phần giao dịch ở trong cái vòng quay này nó có nhảy lên không nhá. Đấy, thì theo như mình thấy thì với khi mà chúng ta sử dụng tiền bonus để đánh ấy, thì nó không lên vol các bạn ạ. Nên là các bạn nếu mà cài vol sự kiện này thì anh em sẽ vào cái phần hợp đồng tiêu chuẩn, hợp đồng vĩnh viễn cho mình nhá. Và chúng ta sẽ cài volume ở trong này. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì thì anh em có thể comment ở phía dưới.
thì mình sẽ giải đáp cho các bạn.